Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha mời. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì Khải đang tính lên cái dây chuyền với lại cái áo khác rồi nè. Là tại vì Khải suy nghĩ rồi, nói chung là đi theo hướng này thì kháng lôi Khải được 69 thôi. Tại vì Khải mất đi cái dây chuyền hở hở rồi. Nếu mà chỗ này Khải mang dây chuyền hở kim, chỗ này mà Khải mang dây chuyền hở kim là kích cái nón với cái vũ khí, thì cái áo này Khải có thể mang được kháng lôi nữa nè, thêm được hơn 10 kháng lôi nữa thì kháng lôi Khải có thể mất 75 nha nè. Cho nên Khải suy nghĩ khá là lâu rồi, cho nên Khải bán cho chuyện này. Bán chuyện này 1 triệu 1 triệu 1 nha nè. 1 triệu 1 này nó dao động khoảng tầm 16 kim 5. Thì anh này đã ban 1 triệu rồi, còn này 1 kim nữa. Nói chung là Khải bán 1 triệu 050 nghìn nè, chưa tới 1 triệu 1 nữa, 1 triệu 060 nghìn nè. Đó, Khải bán chuyện kháng cả 16 này, Khải sẽ mua chuyện kháng cả kim lại nha anh em, hợp kim lại chân 10, Khải sẽ mua chuyện kháng cả kim chân 10 và mang cái áo phục hồi và kháng lôi chân 20 nha anh em, là đẹp luôn. Đó, chung là chúng ta có thể ban tiền rồi nha anh em, ban tiền rồi nha. Ok, rồi Khải coi thử ông này hỏi gì đây, ông trời phải gì đây. Hạng 24 server à, đồ ghê vậy, 24 server chắc gió đang nè, gió đang hết đã hố. Ôi gió đang chưa thấy luôn, biết phải về sẽ thiên nhận nhận không có luôn, không phải gì hạng 24 ta. Nhìn cái hình này không biết phải gì nữa, tại vì dân danh hiệu này nó cũng không có. Rồi hỏa đã được có 540 540 kháng lôi, 580 580 kháng lôi, 520 đồ số đồ mang 520 g vậy, phái gì mà 520 g vậy, thế yên hả, cái gì vậy ta, biết phái gì nữa. Nghe mi trướng hả? Chắc bên này đi. Trời, nghe mi trướng em ơi. Nghe mi trướng à. Ông chấp bên kia là nghe mi trướng em ơi. Đây này cho anh em xem. Nói chung là Khải bán cái chuyện này tầm 1 triệu 60 nghìn thôi nè. Nói chung là đó, ban trước 1 triệu rồi, giờ thêm 1 kim nữa thì nói chung là 1 triệu 60 nghìn. Khải mua dây lại dây chuyền hở kim cho nè, Khải mua lại dây chuyền hở kim. Ok, có dây chuyền nam kim nào không? Khải sẽ mua dây chuyền nam kim kháng cả chân 10 và sẽ thay vào cái kháng lôi nè, thay vào kháng lôi, thay vào áo kháng lôi. Có alo nha, Khải sẽ mang áo kháng lôi phục hồi 40 và kháng lôi 19-20 giờ đó cho đẹp anh em, xin lực lượng tí là được. Rồi ok, nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Khải video này một like chia sẻ chơi em ơi. Hiện tại giờ Khải sẽ mua cho chuyện hợp kim cho anh em. Mua chuyện hợp kim để kích nón với vũ khí này. Đó, thì chân 10 đi, chân 10 thì cái áo này Khải sẽ có thể mang được phục hồi và kháng lôi nè. Đó, nên là lượng kháng lôi Khải nghĩ nó sẽ tốt hơn nè. Rồi ok, bye bye mọi người.